Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình đang ở Ninh Thuận và qua video này mình và các bạn sẽ cùng nhau tham quan tìm hiểu khám phá về một ngôi chùa vô cùng nổi tiếng ở nơi đây, đó là chùa Trùng Sơn Cổ Tự. Chùa Trùng Sơn Cổ Tự tọa lạc trên núi Đá Trồng, và núi Đá Trồng có nghĩa là những hòn đá nằm chồng lên nhau. Và ở núi Đá Trồng này có ba ngôi chùa vô cùng nổi tiếng, đó là Thiền Viện Trúc Lâm Viên Ngộ ở ngay phía bên trái con đường mình đang đi đây, và Tổ Đình Trùng Khánh cách đây khoảng 300 m, còn ở trên núi sẽ là Trùng Sơn Cổ Tự. Trên đường đi lên Trùng Sơn Cổ Tự, ở giữa đường bên tay phải là nơi ở của chư ni thuộc Thiền Viện Trúc Lâm Viên Ngộ, và bên cạnh nơi ở của các chư ni là di tích lịch sử Hòn Đá Dao. Nói đến di tích lịch sử Hòn Đá Dao, mọi người sẽ liên tưởng tới Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Xét về độ cung tín và đa nghi thì Nguyễn Văn Thiệu được liệt vào hàng bậc nhất trong các đời Tổng thống của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi Ngô Đình Diệm bị ám sát, Thiệu trở nên ngày càng lo lắng, bởi vậy ông đã dùng đủ mọi cách từ bạo lực đến tâm linh hòng hy vọng sẽ giữ được vị trí của mình. Và để mị dân, ông Thiệu không ngần ngại thay đổi ngày tháng năm sinh của mình từ ngày 5 tháng 4 năm 1923 thành 24 tháng 12 năm 1924. Ngày này theo âm lịch thì thuộc vào ngày Tý tháng Tý năm Tý, còn được gọi là Tam Tý Vương, chỉ sự hưng thịnh cát tường. Nguyễn Văn Thiệu đã dùng ngày sinh giả này để thêu dệt về một chân mệnh đế vương mà trời đã ban cho ông. Giai thoại về sự mê tín của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu được người dân lưu truyền rất nhiều, trong đó nổi tiếng nhất là việc trấn yểm Hòn Đá Dao trên núi Đá Trồng ở Phan Giang, quê hương của ông Thiệu, và việc xây dựng hồ con rùa mô phỏng bát quái đồ để trấn trạch long mạch Sài Gòn. Ninh Thuận thì nổi tiếng với nắng và gió, và như các bạn nhìn bóng nắng thì các bạn biết hôm nay mình lên trên chùa Trùng Sơn Cổ Tự đúng vào buổi trưa, thế nên mình sẽ chỉ quay sơ qua khu di tích lịch sử này vì nó không phải là đối tượng chính của video ngày hôm nay. Quay trở lại Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, khi chưa nhậm chức Tổng thống, Nguyễn Văn Thiệu cũng đã rất tin và dùng ba thầy chiêm tinh tử vi bói toán là Huỳnh Liên, Minh Nguyệt và Khánh Sơn. Có giai thoại kể rằng lúc còn là tư lệnh sư đoàn 5 cơ động đóng quân tại Biên Hòa, Huỳnh Liên đã chấm tử vi cho ông Thiệu rằng vào năm 1963 ông phải về hất văng tảng đá cản đường để đăng cơ. Tảng đá đó không ai khác chính là Ngô Đình Diệm. Vì thế sau khi làm Tổng thống, Nguyễn Văn Thiệu càng ngày càng say mê hơn với những lá tử vi, các thuật phong thủy. Và như đã nói, ở Ninh Hải, nơi ông Thiệu sinh ra, có ngọn núi tên là Đá Trồng. Trên núi có ba tảng đá lớn chồng lên nhau thành một hình thù rất dữ tợn, nên người dân thường gọi là đá mặt quỷ. Cách đá mặt quỷ tầm một cây số về hướng Bắc có một tảng đá lớn giống như một chiếc dao. Chiếc dao này được xem như vũ khí trấn quỷ, nên dân Phan Giang xưa hay lưu truyền câu nói mặt quỷ kỵ đá dao.
Trong một lần về thăm quê, các thầy phong thủy sau khi xem xét long mạch đã phán mặt quỷ và đá giao chính là mấu chốt yểm mệnh tổng thống Thiệu. Theo đó, do nhà ông Thiệu giáp mặt với đá mặt quỷ là điểm vô cùng xấu, ảnh hưởng đến quan lộ của ông cả đời. Nhưng công danh của ông vẫn rực rỡ khi nghiễm nhiên ngồi ghế tổng thống là nhờ hòn đá giao trấn quỷ. Tin răm rắp vào lời quân sư, Thiệu đã cho trấn yểm núi đá trồng và tăng lực cho đá giao để tiếp thêm linh khí cho mình. Để trấn trạch núi đá trồng, Văn Thiệu lệnh cho tỉnh trưởng tỉnh Thuận Hải, nay tách thành Ninh Thuận và Bình Thuận, điều một trung đội công binh cấp rút xây lại Văn Thành Miếu thành 3 ngôi nhà lớn tạo thành hình chữ công. Ngôi miếu này án ngữ phía bắc núi đá trồng. Sau đó Nguyễn Văn Thiệu tiếp tục cho làm một con đường trải nhựa chạy thành hình vòng cung từ dưới tỉnh lộ lên đến Văn Thành Miếu. Và để giữ vững linh khí của mình, Nguyễn Văn Thiệu đã cắt nguyên một trung đội biệt động đến núi đá trồng để ngày đêm túc trực bảo vệ công trình. Nhưng người tính thì không bằng trời tính. Năm 1974, hòn đá giao đột nhiên vỡ đôi lăn lông lốc xuống chân núi. Và cho đến bây giờ, người dân Phan Giang vẫn còn rất tường tận vụ án hòn đá giao. Theo lời các cao niên trong vùng ven biển Bình Sơn, nơi giáp mặt với núi đá trồng, thì vào một buổi chiều trời quang mây nắng ráo, bỗng nhiên hòn đá giao vỡ làm hai, rồi đùng đùng lăn xuống tông vào đá mặt quỷ, khiến cho ba hòn đá chồng lên nhau bị lung lay dữ dội rồi cũng vỡ ra. Các tảng đá lớn lăn xuống chân núi rồi dừng lại, không gây thiệt hại gì cho dân, nhưng ông Thiệu thì vô cùng kinh hãi. Và trong vòng một năm sau, Nguyễn Văn Thiệu đã chính thức bị lật đổ, kéo theo sự lụi tàn của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Không biết sự tích hòn đá giao và cuộc đời của ông Thiệu có liên quan với nhau như nào thì mình chỉ là thế hệ cuối 7X đầu 8X. Những câu chuyện này cũng chỉ là nghe hơi nổi trõ trong những cuộc trà dư tửu hậu. Hôm nay mình nói ra đây cũng chỉ để quên đi cái mệt trên đường lên chùa. Và bây giờ lại quay lại với mục tiêu chính của video ngày hôm nay, đó là Trùng Sơn Cổ Tự. Nói về Trùng Sơn Cổ Tự thì ngôi chùa này được mọi người ví như là nơi thể hiện tín ngưỡng tâm linh thời hiện đại. Trong ba ngôi chùa mình đã nói thì Trùng Sơn Cổ Tự được khách du lịch và mọi người biết đến và ghé thăm nhiều hơn. Mọi người đến đây không chỉ choáng ngợp bởi sự nguy nga của công trình kiến trúc mà còn say mê bởi cảnh sắc non nước hữu tình. Trùng Sơn Cổ Tự cách trung tâm thành phố Phan Giang Tháp Chàm chưa đến 5 km và cách biển Ninh Chữ khoảng 1 km. Chùa Trùng Sơn Cổ Tự tọa lạc tại đường Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Chùa có độ cao 60m so với mực nước biển, và như các bạn thấy, đường dẫn lên chùa là đường tam cấp rất dốc, thẳng đứng với gần 300 bậc thang được lát đá xanh rất công phu. Nói về lịch sử hình thành chùa Trùng Sơn Cổ Tự thì được biết Trùng Sơn Cổ Tự được xây dựng năm 1973 bởi Hòa Thượng Thích Biểu Hiền. Hòa Thượng Thích Biểu Hiền là một người xuất thân từ tổ đình Trùng Khánh. Đây là ngôi tổ đình cổ hơn 300 năm tuổi, tu theo hệ phái Bắc Tông của Đạt Ma Sư Tổ dòng Lâm Tế Chánh Tông. Tổ đình này ngự trị ngay dưới chân núi đá trồng, và như mình nói, cách Trùng Sơn Cổ Tự khoảng 300m. Trùng Sơn Cổ Tự ban đầu chỉ là một ngôi nhà thờ Phật giản dị trên núi, là nơi hàng ngày nhà sư Biểu Hiền dùng làm nơi tu tập, đồng thời cũng là nơi để bà con Phật tử viếng thăm, khấn Phật cầu an. Dần về sau, ngôi am nhỏ được nhà sư mở rộng, xây thêm các hạng mục và tiểu cảnh nhằm mục đích làm nơi nghỉ ngơi ngắm cảnh cho bà con Phật tử gần xa mỗi khi lên viếng Phật. Qua đời của Hòa Thượng Thích Biểu Hiền đến đời của Thượng Tọa Thích Tâm Tường, ngôi am này được mở rộng xây dựng trên diện tích quy mô hoành tráng, gồm nhiều hạng mục mới như cổng tam quan, chánh điện, nhà thờ tổ. Mà tới năm 2012, do hạn hẹp về kinh phí nên chùa chỉ hoàn thành trước các hạng mục chính như chính điện, nhà thờ tổ, sân điện, bậc tam cấp lên xuống. Riêng các hạng mục tam quan, các tiểu cảnh, khu vực đặt thờ các tượng Phật, Bồ Tát ngoài trời vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Thank you.
việc xây dựng theo địa hình đồi núi nên rất khó phân biệt đâu là tiền đường, bái đường, chính điện hay cổng tam quan hay nhà thờ tổ. Chính vì thế mà tổng thể công trình vừa tạo ra tính sinh động theo mô típ kiến trúc độc đáo, đồng thời cũng tạo ra tính phức tạp khi nhận diện. Và cho tới ngày hôm nay, sau gần 50 năm xây dựng và hoàn thiện, chùa đã trải qua 3 đời trụ trì, trong đó gồm Hòa Thượng Thích Biểu Hiền, người là người sáng lập, Thượng Tọa Thích Tâm Trường, người kế nhiệm thứ hai và cũng là đệ tử của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, sư huynh của Hòa Thượng Thích Biểu Hiền, và người thứ ba là Đại Đức Thích Nguyên Minh, ngài là trụ trì hiện nay và ngài là đệ tử của Thượng Tọa Thích Tâm Tường. Và nhìn chung các đời trụ trì của chùa Chúng Sơn Cổ Tự đều có mối gắn kết của tông môn pháp phái. Và có một việc tranh cãi tới ngày hôm nay vẫn chưa chấm dứt về cái tên gọi cổ tự của chùa Chúng Sơn Cổ Tự. Như mình đã giới thiệu thì Chúng Sơn Cổ Tự được khởi xây năm 1973, tính đến nay là năm 2022 thì tuổi đời của chùa chỉ là 49 năm. Theo nguyên tắc để đặt tên và gọi tên cho một ngôi chùa gắn với từ cổ tự thì bắt buộc đó là ngôi chùa có tuổi đời trên 100 năm. Vậy cái tên cổ tự của Chúng Sơn Cổ Tự bắt đầu từ đâu? Để giải thích cho điều này, theo lời kế nhiệm thứ hai của Hòa Thượng Thích Tâm Trường, tên gọi Chúng Sơn Cổ Tự là ngụ ý để chỉ tổ đình Trùng Khánh dưới chân núi Đá Trồng được xây dựng cách đây gần 300 năm. Chính nơi đây, thầy của ông Hòa Thượng Thích Biểu Hiền đã tu tập trước khi sáng lập ra chùa Chúng Sơn Cổ Tự. Bản thân Hòa Thượng Thích Tâm Trường cũng tu tập và thọ giáo kinh lý ở đây bởi sự chỉ dạy của Hòa Thượng Thích Biểu Hiền. Chính từ điều này mà khi sáng lập chùa Chúng Sơn, Hòa Thượng Thích Biểu Hiền đã thêm từ cổ tự với ngụ ý để chỉ tổ đình Trùng Khánh, nơi mà mình khi xưa đã thọ Phật, giác ngộ và tu đạo. Các bạn thân mến, khi xem video tới đây thì mọi người cũng có thể cảm nhận được một trong những yếu tố tạo nên điểm nhấn cho Chúng Sơn Cổ Tự chính là nét phong cách kiến trúc, địa thế ngự trị và không cảnh núi đá hoang sơ của núi Đá Trồng. Chúng ta có thể thấy tam quan được xây theo phong cách kiến trúc cổ thuần Việt, có cảm giác vững chắc, bền bỉ, rộng lớn khi nguyên liệu vật liệu hoàn toàn là bê tông, cốt thép và đá xanh. Sau khi đi qua tam quan, tiếp tục đi lên khoảng sân phía dưới với điểm nhấn là nhiều cây cảnh và đôi rồng thời Lý Trần uy nghi dũng mãnh. Và ngay tại vị trí này, chỉ cần các bạn quay lưng lại và phóng tầm mắt là có thể thấy toàn cảnh núi non, biển cả, đồi cát, đồng muối hay ruộng lúa của huyện Ninh Hải và thành phố Phan Giang. Chỉ một góc nhỏ này thôi, tất cả các hình ảnh thanh bình giản dị của một vùng quê sẽ hiện rõ lên trên mắt các bạn.
từ sân hiên đi lên theo bậc tam cấp chính là quần thể công trình kiến trúc gồm sân hiên trên, chính điện, nhà thờ tổ, nhà khách mà ba đời trụ trì đã xây dựng. Đi dạo một vòng các hạng mục này, bất kỳ ai cũng đều thấy rõ nét kiến trúc đặc sắc được kết hợp bởi phương Tây và phương Đông. Đặc biệt nếu quan sát kỹ, những nét được thể hiện trong từng kiến trúc đều ánh lên vẻ đặc trưng riêng của khí hậu nắng gió Phan Giang. Và Trùng Sơn Cổ Tự tuy là một ngôi chùa nhưng giới trẻ rất thích đến đây, nhất là khi trời về chiều. Bạn trẻ tới đây ngoài mục đích là hành hương lễ Phật thì luôn đi tìm cho mình những khung cảnh để lưu giữ lại những bức ảnh sinh động. Và theo bản thân mình cảm nhận thì khi lên tới Trùng Sơn Cổ Tự, tất cả các ngóc ngách của ngôi chùa đều có thể tạo cho bạn một bức ảnh vô cùng đẹp. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay đã chuẩn bị tạm dừng rồi. Hôm nay mình và các bạn đã cùng nhau tham quan tìm hiểu khám phá về một ngôi chùa vô cùng nổi tiếng ở Ninh Thuận, một nơi được cho là hội tụ của linh khí trời đất, một nơi không thể không đi khi các bạn có chuyến du lịch tới Ninh Thuận. Và mình rất mong video này của mình có thể mang tới cho các bạn những khoảng thời gian vui vẻ, thư giãn hoặc những thông tin thú vị và bổ ích. Và mình cũng rất mong các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình, giúp mình đi được nhiều hơn, đi được xa hơn, làm được nhiều video hơn, mang lại nhiều giá trị tích cực cho cuộc sống hơn. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.